Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Trước giờ thì quý vị, cô chú, anh chị mình cũng đã nghe qua nhiều những cái câu chuyện mà gian gian díu díu mập mờ, đúng không? Tuy nhiên thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó rất là đặc biệt. Nó không phải là cái sự âm mưu toan tính gì cả, mà mọi thứ nó đến một cách gọi là vô tình thôi quý vị. Thật sự nó lại vậy. Khi mà mình tổng hợp lại và mình nghe cái câu chuyện này xong, rồi sau đó Neo 10 kể lại cho quý vị nghe đó, thì mình cũng xin đính chính rằng là cái câu chuyện bên trong nội tình đó, mọi thứ nó diễn ra một cách là vô tình thôi, chứ nó không phải là do cái sự là toan tính sắp đặt, hay là giống như là mình thấy người ta hại mình thì mình hại lại người ta. Không phải quý vị, nó không phải là cái sự trả thù gì ở đây á. Mọi thứ nó đến một cách tình cờ, ngẫu nhiên. Nhưng không hiểu là nhiều khi người ta nói là trò đùa tạo hóa nó ở cái chỗ đó. Cho nên là bây giờ trong cái ngữ cảnh này, bây giờ cái câu chuyện khi mà Neo 10 nghe cái chị này tâm sự thì thiệt sự là cũng bó tay chấm cơm. Neo 10 kể câu chuyện này chờ xong đi rồi quý vị mình nghe, rồi quý vị có thể là chia sẻ góp ý dùm cho Neo 10 để coi là cái trường hợp này nên phải tính làm sao. Thì mình nói qua một chút xíu cái gợi ý ban đầu ở cái video này nó như thế nào, thì xin mời quý vị mình bắt đầu cùng nhau nghe cái câu chuyện hôm nay. Thì có một số cái thắc mắc á, mà trước đây Neo 10 cũng nghe nhiều người nói á, là tại sao á, mà giống như hồi xưa người làm cha làm mẹ hay giống như là có 2-3 đứa con gái đi, thì hay cái kiểu mà dặn con mình là mai mốt á, chị hay là em lấy chồng rồi thì đừng có hạn chế qua lại nhà của chị mình hay là em mình chơi, kiểu dạng đại vậy, quý vị không? Nhiều khi là gặp em rể hoặc là gặp anh rể, nói chung là nó cứ cà kê rê ngỏng rồi gặp nhau hoài nó cũng kỳ, quý vị không? Gặp nhau hoài mình cũng không biết được. Nói chung là nhiều khi mình thì mình giữ người, nhưng mà vấn đề là cái người kia, cái người anh rể em rể kia là người xa lạ bên ngoài bước chân vô, không có phải là ruột rà huyết thống gì trong gia đình hết trơn á, mà người ta ông bà người ta nói câu là lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén mà. Cho nên cái chuyện đó nó cũng khó nói. Thì hồi trước á, là người lớn người ta hay căn dặn là như vậy. Thì một cái câu hỏi ngẫu nhiên mình đặt ra là tại sao mà tự nhiên người anh rể, người em rể đó, cái nào ăn thì ăn, nào cúng thì cúng, tại sao quơ luôn nhỏ em hoặc quơ luôn nhỏ chị, đúng không? Thì nói như vậy nè quý vị, mình xét trên khía cạnh về mặt tâm lý nha. Và mình nói về vấn đề tâm lý chứ không phải mình nói về tâm linh, hay mình nói về cái vấn đề là gì cả, mà ở đây là về mặt tâm lý. Thì anh rể nào cũng đa phần sẽ dễ bắt bén tình cảm với em vợ là vì lý do ở cái chỗ, thí dụ như là cái ông anh rể đó, ông thương chị của mình đi, thấy không? Ông thương chị gái mình đi, thì đồng nghĩa là chị với em thì đường nào cái mặt nó cũng phải có vài ba nét nó giống điểm tương đồng với nhau, hoặc là mặt nó không giống thì cái cốt cách nó cũng phải có giống chút, hoặc không là cái tính cái nết nó cũng phải có na ná giống nhau. Nói chung là nó cũng phải có một vài cái điểm gì nó giống nhau, tại dù sao cũng là chị em ruột mà quý vị. Thì cái người anh rể hay là em rể khi mà bước chân vô trong nhà, ban đầu là lấy cái người chị hoặc lấy người em, nhưng về lâu về dài tiếp xúc hoài cái người mà chị em còn lại thì tự nhiên nó phát sinh tình cảm đi. Tại vì nhiều khi thương chị cái thân em nó, nhiều khi chị sau này đẻ 2-3 lứa rồi tàn tạ sơ sát, nhìn qua em nó qua chơi hoài, nhìn nó mấy nhìn nhớ lại vợ hồi trẻ hồi xưa, thấy không? Bắt đầu phát sinh tình cảm với em, thì cái chuyện đó là mình nói về cái mặt tâm lý, đó gọi là cái tính tương đồng của gì. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay á, là Neo 10 kể nó sẽ liên quan tới cái vấn đề là tình chị tình em, phải không? Rồi duyên chị duyên em. Tuy nhiên cái câu chuyện nó như thế nào thì bây giờ Neo 10 bắt đầu là vô trong cái ý chính của câu chuyện ngày hôm nay. Thì có một cái gia đình này quý chị, hai vợ chồng này ở dưới quê, mà gia đình này là ở Mỹ Tho, Tiền Giang á. Thì có hai gia đình này là có tổng cộng là hai đứa con gái một thằng trai. Đó là hai gái một trai. Trong hai người con gái là bây giờ mình sẽ nói về ý chính về hai người con gái trong cái nhà này nha. Thì cái cô chị thì tên là Linh, còn cái cô em thì tên là Sinh. Về phần tuổi tác thì hai chị em là cách nhau 4 tuổi. Sau đó thì cái cô chị thì kiểu mặt đẹp lắm quý vị. Ngày xưa thì cái cô chị này là giống như từng tham gia một cái cuộc thi nhan sắc của trường ở dưới tỉnh luôn. Và cũng xém một chút nữa là cổ có giải luôn đó quý vị. Tuy nhiên thì do là cái ngày mà thi chung kết của cái cuộc thi không, là cô này cũng có tham gia cái cuộc thi sắc đẹp ở trường luôn, có tham gia luôn nha. Nhưng mà sau khi mà tới cái vòng chung kết á, thì lẽ ra nếu mà hôm đó cái cô Linh này cổ có mặt á, thì cổ sẽ đậu, cổ có giải rồi. Tại vì nói chung là ở bên trong, nội bộ bên trong không, cái người giáo viên chủ nhiệm cũng có xì cái tin ra
là cái kết quả của cái cuộc thi sắc đẹp này là cái cô Linh là người đoạt giải, nó có luôn, nó có sẵn rồi quý vị. Tuy nhiên là ngày hôm đó do là ở nhà có một số cái việc gia đình đột xuất xảy ra, cho nên cái cô Linh này cũng không có vô trong trường, cũng không có tham gia cái vòng chung kết đó được. Thành thử ra là không có tham gia, cho nên cuối cùng thì người ta lại lấy cái nhỏ mà á hậu, nhỏ á khôi á, không á khôi của trường á, là thế vô cái vị trí của chị Linh đó. Nếu mà nói vậy chú quý vị hình dung là nói chung là mình đẩy cái đứa mà á hậu một với mình đẩy lên làm thành hoa hậu của trường đi đó, năm nay là vậy. Bởi vậy cho nên là cái chị Linh này quý vị, hồi lúc mà tham gia cuộc thi sắc đẹp này á, cũng đầu tư chứ bộ, ít nhiều gì thời điểm lúc đó là vậy, là cũng gọi là đầu tư, cũng áo dài rồi cũng đồ này, này kia nọ, cũng có đồ tắm, đồ bikini, đồ này kia có luôn quý vị, có mấy vòng thi luôn mà. Tuy nhiên thì đầu tư cho cố cuối cùng là cái gì, xém một chút sập hố luôn, tại vì đâu có đậu đâu, là coi như ngốn tiền vô. Tuy nhiên thì gia đình của cái cô Linh và cô Sinh này thì ở dưới Tiền Giang cũng thuộc dạng khá giả. Cha của cổ á, là trước giờ là cha với mẹ cổ là đều là theo nghề là làm giáo viên, nhà giáo. Cả cha lẫn mẹ luôn đều làm nhà giáo, nhưng mà thầy cô giáo này ngày xưa rồi quý vị. Sau đó thì cái cô Linh này nè, học xong ở dưới quê Mỹ Tho thì cổ mới đi lên Sài Gòn có học sư phạm. Nếu mà nói sơ qua về cô Linh trước nha, cổ mới lên Sài Gòn học sư phạm. Thì lúc mà thời gian cổ lên Sài Gòn có học sư phạm á, thì cổ mới gặp được một cái anh chàng này là lúc học đại học á nha. Đại học sư phạm á, cổ mới gặp được cái anh này. Ảnh cũng là giống như ảnh cũng là học trong chung cái trường sư phạm luôn, nhưng mà hai người học khác khối, khác lớp á, khác giảng đường với nhau, nhưng mà học chung trường. Thì giống như là những cái lúc mà đi xuống dưới thư viện của trường á, thì hai người mới tình cờ là gặp nhau, là ở dưới thư viện trường. Hai người mới gặp nhau hoài ở dưới thư viện đi. Tại vì là cả hai đều đam mê thích đọc sách hết trơn á, thì cái tối ngày là rảnh là cứ xuống dưới thư viện viện trường ở dưới đó, ngồi dưới đó là trầm ngâm rồi ôm sách đọc thì viết, rồi hai người mới gặp nhau ở dưới. Vì là gặp nhau hoài, sau đó nữa là cái anh này anh mới để ý cái chị Linh. Thì cái anh này là anh tinh tuấn, anh mới để ý chị Linh đi, rồi cái sau đó là trong trường không hỏi chuyện, hỏi bạn này bạn kia, thì người đứa này kia nó mới nói cho ảnh nghe là cái chị Linh này là quê là ở Mỹ Tho. Thì cái anh Tuấn này quý vị, quê của ảnh cũng ở miền Tây, nhưng mà quê của anh Tuấn này là ở Đồng Tháp 10, đẹp nhất bông sen, thấy không? Thì sau đó là coi như là cái anh Tuấn này ảnh mới kiểu thấy cũng cả hai đều là dạng quê cũng đều là ở Tiền Giang, quê đều là ở miền Tây, quê đều ở nói chung là miền Tây á quý vị. Một người thì Mỹ Tho, còn một người thì Đồng Tháp. Xa thì cũng không gọi là quá xa, nhưng mà giống như đều là giọng miền Tây, dễ thương, chân chất thực thà, thấy không? Thì ông này ông mới để ý ông thích bà này đi, ông thích chị Linh đi, ông Tuấn này ông thích chị Linh. Sau đó là cứ những cái buổi sau đó khi mà vô trong thư viện á, thì cái anh Tuấn này anh cứ giống như kiểu thấy chị Linh chỉ ngồi một mình ở một góc, phải không, ngồi yên tĩnh như vậy, hồi nào giờ để ý hoài thấy rồi. Bữa hôm đó ổng mới thấy vậy là ở trên cái bàn đó, chị Linh đang ngồi có một mình thôi. Ổng mới ôm cái laptop, ôm sách vở, ổng qua ổng ngồi đối diện với lại mặt của chị Linh luôn, cũng ngồi chung bàn mà đối diện. Thì lúc đó ổng mới ngồi đối diện vậy, xong cái ổng bắt đầu ổng giả bộ ổng nhìn, ổng thấy chị Linh trên bàn đang đọc quyển sách gì dạng vậy quý vị. Ông mới hỏi à em cũng đọc cái thể loại sách gì hả, anh cũng đọc vậy nữa. Thì nó bắt đầu nó mới phát sinh ra được cái câu chuyện để hai người có cái nói chuyện nhau quý vị. Thì cái buổi đầu làm quen á, thì cái anh Tuấn này cũng làm quen một cách từ từ thôi, nói chung là làm quen một cách gọi là trong sáng, không là mình nói nhau về kiến thức trước, tức là mình tiếp cận nhau và về mặt kiến thức trước mình nói chuyện nhau về những cái sự mà giống như là đồng suy nghĩ với nhau, không đồng sở thích với nhau. Tuy nhiên thì tình trong như đã mặt ngoài còn e mà, cho nên là lâu ngày thì ông Tuấn này ông mới thấy là giống như là ngấm ngầm là hai người trở thành là bạn bè cũng khá là thân. Chị Linh này thì cũng cởi mở vui vẻ, chị cũng hỏi anh này là quê đâu, thì anh này cũng nói ảnh quê Đồng Tháp luôn. Và ảnh cũng nói chỉ là trong gia đình là ảnh là con trai trưởng, còn là anh hai trong nhà, sau ảnh là còn hai đứa em gái. Thì chị Linh này chỉ mới nói là trời ơi vậy hả, còn em ở nhà em thì khác anh, nhà em thì hai gái một trai, nhà anh thì hai trai một gái. Thì từ đó cái hai người này lại có cái sợi dây kết nối nhau nữa, quý vị, nó cũng có cái điểm na ná giống nhau, nó hơi nghịch nhau ở cái chỗ là hai trai một gái với hai gái một trai, nhưng mà nó cũng là nhà ba đứa con, phải không, cũng là hai này hai kia. Cái hai người bắt đầu có cái câu chuyện xây dựng tình cảm từ từ. Thì lâu ngày quý vị, cái anh Tuấn này anh rất là đẹp trai. Thật ra thời điểm lúc đó trong trường sư phạm á, thì cũng có nhiều người á, là nhiều cái cô gái ông cũng để ý thích cái anh Tuấn này lắm. Bị gì á, là lúc đó ở trong trường thì anh này ảnh kiểu như là đẹp trai mà lại siêng năng chăm chỉ nữa, hay ôm sách vở học, em nói cái gì đó,
Chỉ có một điều là không hiểu tại sao mà sau này thì chị Linh chỉ mới biết ra nha, sau này chị Linh mới biết ra là bạn bè của anh Tuấn đều đặt cho anh Tuấn một cái biệt hiệu, đó là Tuấn đa tình. Thì hồi đầu á, là chị không có nghe cái vụ mà biệt hiệu Tuấn đa tình này đâu. Tại vì hai người học khác nhau, khác lớp nhau, mẫu gì đâu có học chung lớp đâu, thì không có biết. Nhưng lại thấy cái tính của anh Tuấn là cái kiểu mà lầm lì lì, ít nói rồi siêng năng, cho nên là thích như vậy thôi. Lúc đó thì trong trường nhiều con gái thích ảnh là phải rồi, tại ảnh đẹp trai. Tuy nhiên thì chỉ nghĩ trong đầu là anh này chưa có ai, tại vì ảnh đẹp trai thôi, nhiều gái thích thôi, nhưng mà ảnh không thích con nhỏ nào, ảnh thích chỉ, thấy không? Sau một thời gian hai người làm bạn với nhau, thì cái anh Tuấn này với chỉ hai người rủ nhau là ra ngoài quán nước ở ngoài trước cổng trường đại học sư phạm luôn. Dọc những cái trường đại học nó hay có bán giống như cá viên chiên, rồi nước mía, rồi giống như là mấy cái quán giống như trà sữa vân vân đó quý vị. Thì ra ở đó ngồi, thì anh này mới rủ chỉ ra ở đó ngồi ăn. Lúc đó thì ra ngồi ăn thì anh mới giống như là nói sâu sâu vô về cái vấn đề là hỏi chỉ đã có bạn trai chưa, hay là trong lòng chị đã có thích ai chưa. Nếu mà trong lòng của chị Linh á, chị đã thích ai rồi á, thì thôi ảnh sẽ không có tiếp cận nữa. Còn nếu mà trường hợp mà trái tim của chị hiện tại nó đang trống chỗ á, thì ảnh sẽ giống như là xin chị cho ảnh một tấm vé bước vào trái tim. Thì anh này cái miệng lưỡi của ảnh nói vậy là quý vị cũng biết ảnh là thủng thụ thiệt, thuộc dạng là cũng chắc cũng là đẳng cấp đi cô gái rồi đó mới nói được vậy. Chứ nếu mà nói thiệt là mấy người mà hồi xưa nha, mà sinh viên ngày xưa khù khù khờ khờ không có biết cô gái đâu quý vị. Còn mà cái kiểu dạng giống như mà cua được vậy, điêu luyện vậy là chắc trước đó cũng cua được mấy em rồi. Chị Linh thì lúc đó giống như là chưa có một mảnh tình dắt dai luôn quý vị, gọi là còn zin không còn trinh luôn. Thì mới thấy ông này dễ đẹp trai, dễ thương, lời ăn tiếng nói ngon ngọt, chị mới siêu lòng đi. Thế là chị cũng thấy anh này cũng sư phạm, chị cũng sư phạm, hai vợ chồng thí dụ như lâu dài mới mốt quen một mối quan hệ, mình tính cái đường lâu dài đâu có phải là quen ngắn ngày đâu quý vị. Lúc này cũng đã là sinh viên đại học rồi, chị mới nghĩ trong đầu mới mốt nếu mà tương lai hai người mà có thể đến với nhau á, làm vợ làm chồng, thì cả hai đều học sư phạm, cả hai vợ chồng đều làm thầy giáo cô giáo, thì như vậy nó cũng có cái điểm chung, vợ chồng cùng đi trên một cái con đường như vậy để mà xây dựng tương lai thì nó cũng tốt quý vị. Chị Linh chỉ mới thấy vậy, chỉ đặt cái tình cảm vô anh Tuấn này là tình cảm gọi là tình cảm nghiêm túc luôn. Sau đó thì chị Linh chỉ mới trao đời con gái cho anh Tuấn này, hai người có đi khách sạn nhau luôn, là nếu mà kể vắn tắt cái giai đoạn yêu đương nha. Cái sau đó thì cái anh Tuấn này quý vị, ảnh mới xin chị Linh á, là lúc đó hai người quen nhau mới có được 5-6 tháng vậy là tới Tết. Thì anh Tuấn này mới xin chị Linh là dẫn ảnh về dưới quê, cho ảnh được biết nhà của chị Linh. Với lại là chị Linh với ảnh giống như ảnh cũng nói là ảnh cũng muốn xác định là quen chị Linh lâu dài. Thì bây giờ ảnh xin là cho ảnh qua bên nhà chị Linh chơi trước. Tức là Tết không thì ảnh cũng sẽ về với Đồng Tháp ảnh ăn Tết. Nhưng mà khoảng tầm là mùng 4, mùng 5 gì đó thì ảnh sẽ chạy lên Mỹ Tho, sẵn tiện là lên trên đó, trên Mỹ Tho thì mấy ngày Tết người ta làm hội chợ qua xuân đồ cũng đẹp lắm. Ảnh mới nói là có gì thì anh sẽ chạy lên Mỹ Tho anh chơi, rồi có gì cái anh tạt ngang qua nhà em, anh cũng muốn biết nhà em, muốn biết cha mẹ em. Thì bây giờ anh cũng có ý định là muốn dẫn em về Đồng Tháp chơi, chờ ra mắt với gia đình anh. Nhưng mà có điều là bây giờ sợ là anh chủ động đưa em về, mà cha mẹ em thì chưa biết mặt mũi anh sao, chưa biết tính cách anh thế nào. Anh sợ nếu mà anh đưa em về trước như vậy thì cha mẹ anh là sẽ quánh giá anh, rồi cha mẹ em sẽ không có thích anh. Cho nên thôi thì bây giờ anh quyết định năm nay, cái Tết năm nay nè, cho anh được qua bên nhà em chơi trước. Chơi ở đây là không phải là ở lại ngủ, chỉ cần là sáng lên ghé qua nhà em chơi, rồi tới chiều anh về lại Đồng Tháp cũng được. Nhưng mà cho anh biết nhà biết cửa, cho anh được gặp cha mẹ em. Rồi thí dụ như là qua năm sau không, là Tết hay là hè gì đó, thì anh có thể là anh chở em về Đồng Tháp, anh ra mắt em với gia đình của anh. Thì chị Linh chỉ thấy anh Tuấn này nói chuyện một cách ngọn ngành. Nói chung là ảnh làm, ảnh nói chuyện, ảnh sắp xếp mọi sự việc nó bài bản, mà có vẻ giống như ảnh nghiêm túc với mình. Chỉ có người quen mình nghiêm túc thì người ta mới muốn dắt mình về ra mắt gia đình người ta. Chứ quen chơi chơi không lẽ hôm nay dắt một con, ngày mai dắt một con sao được, đúng không quý vị? Thì chị Linh chỉ mới xác định trong lòng là chị cũng mừng lắm. Chị nghĩ là vậy là người ta yêu mình thật lòng, người ta cũng trân trọng và người ta xác định tình cảm này nghiêm túc. Cho nên chị Linh chỉ đồng ý đi. Mà nói cái gì rồi, tình đầu thường á, hồi xưa á, yêu á, là cứ mặc định tình đầu là cái tình cuối. Nhưng mà thật ra đâu có biết là tình đầu nó chỉ là tình lót thôi. Tại vì là bên trên nó còn nhiều tình nữa, hay không? Chẳng hạn như trong đó nó có cái tình tính tinh tình tan. Em nói cái gì rồi? Sau đó thì cái chị Linh này cái gì chỉ mới đồng ý.
Thế là chị Tết năm đó chị về ăn Tết thì mới có 27 Tết là chị về dưới quê rồi, sinh viên mà ở trên Sài Gòn làm gì. Tầm đó là hết học hành rồi là 27 Tết chị về dưới. Lúc mà chị về thì chị mới nói với cha mẹ chị cũng thầy giáo cô giáo mà, chị mới nói với ba mẹ chị vậy. Bây giờ nè cha mẹ con, nói cha mẹ nghe, bây giờ là con có bạn trai mà con biết là cha mẹ sẽ biết, con nói cái điều này ra cha mẹ sẽ nói là tại sao mà quá sớm. Nhưng mà bây giờ trước tiên là con không có muốn giấu giếm gia đình. À, quen mà giấu giấu như vậy á, nhiều khi cha mẹ lại buồn mà lo hơn. Cho nên là con muốn công khai luôn là bây giờ con có quen anh Tuấn. Ảnh cũng là học đại học sư phạm chúng con ở trên Sài Gòn á. Thì bây giờ ảnh nói chung là con cũng muốn cho cha mẹ thấy mặt ảnh trước, rồi dò xét cái tâm tính ảnh trước coi như thế nào. Được á, thì hai đứa con lâu dài có thể tính cái đường tương lai. Anh Tuấn ảnh cũng muốn vậy nữa, cho nên là con xin phép gia cha mẹ cho phép để mà có gì khoảng mùng 4, mùng 5 anh Tuấn ảnh ghé qua nhà mình chơi, rồi ảnh cũng muốn ghé để chúc Tết cha mẹ. Thì cha mẹ của chị Linh mới thấy là con gái mình nó nói chuyện cũng đàng hoàng, với lại làm cha làm mẹ mình làm căng với nó quá, nó giấu một hồi mới sinh chuyện, đúng không quý vị? Thà là mình cứ từ từ để coi coi làm sao, rồi từ từ mình khuyên răn con mình nếu mình thấy thằng đó không được, đúng không? Cho nên là ba mẹ của chị Linh là thầy giáo cô giáo nữa, thì cũng khắt khe thì khắt khe, nhưng mà khắt khe đúng chỗ thôi. Mới nói chị Linh vậy thôi, nếu mà như vậy á thì hai đứa con đừng có vội vàng mà này kia cho người ta liền nha. Đặc biệt là mẹ chị Linh dặn là đừng có trao đời con gái cho người ta liền nha con. Đợi tới chừng nào mà Tết nay đi rồi để coi nó về nhà đó, coi thử là cha mẹ coi nhìn nó làm sao, rồi để cha con nói chuyện vợt nó một tăng, coi thử coi thằng này nó như thế nào, rồi lúc đó rồi mới tính tiếp. Thì chị Linh chỉ nghe vậy chị cũng mừng quý vị. Vậy là coi như là cái dòng sơ khảo là coi như là qua cha mẹ, là trước mặt cha mẹ chưa thấy, nhưng mà có vẻ là trong lòng cha mẹ cũng đã mở lòng để mà đón nhận cái người bạn trai của mình. Thế là năm đó Tết cái gì mùng 4, mùng 5 thì cái anh Tuấn này anh mới ở dưới Đồng Tháp á, ảnh đi xe máy một mình từ Đồng Tháp anh lên Mỹ Tho. Hôm đó ảnh mặc áo sơ mi màu đỏ mà đỏ bọc đô, đúng quý vị, đỏ rụ á, bắt đầu là ảnh xăng tay áo lên rồi kia lịch sự lắm nha. Xong rồi sơ mi tay dài á, xăng tay áo lên đồ lửng lửng đồ nhìn lịch sự lắm. Sơ mi đóng thùng rồi đeo dây nịt nữa, quần tay đen, quần tay dải màu đen. Rồi cũng mang giày mà giống như giày mọi quý vị, giày mọi đen của nam á, không? À, lịch sự lắm kìa, nhìn Anthony như là đi làm vậy đó. Ảnh mới chạy tử với Đồng Tháp chạy lên Mỹ Tho. Thì bây giờ Tết là người ta phải mặc màu đỏ, đặng tới nhà người khác cho nó may mắn, đúng không? Như cái bao lì xì nó mới may mắn. Ảnh mặc nguyên cái áo sơ mi đỏ bọc đô quý vị. Thì khi mà vô trong nhà thì anh Tuấn này anh đẹp trai, da thì lại trắng trẻo nữa quý vị, mịn màng, đàn ông con trai mà da mịn lắm. Mà tóc á là chẻ hai mái, là chẻ 73 hai mái, nhìn kiểu như là thư sinh lắm, nhìn kiểu tri thức lắm, đúng nghĩa là trai sư phạm có khác quý vị. Thì khi mà ảnh lên tới nơi là ảnh đậu cái chiếc quay, ảnh chạy chiếc quay quý vị, thì ảnh đậu chiếc quay cái kịch cái là ảnh xuống là ảnh khoanh tay cầm để cái phần quà ngoài trước cái ba ga xe, không là ôm cái phần quà vô là con chúc Tết ba mẹ của chị Linh. Thì lúc đó quý vị, khi mà bước vô trong nhà thì ba mẹ chị Linh lịch sự lắm, ba chị Linh mới nói vô đây ngồi uống nước trà với chú nè con. Thì cái lúc mà vô đó ngồi thì ba chị Linh mới cầm cái ấm trà ra thì nhìn gờ vô mới thấy là trà nó cũng hơi nguội rồi, quý không, nó không còn ấm, nó không còn nóng nữa. Uống trà nóng thì nó mới ngon, trà mà nó nguội nguội như vậy uống nó yểu yểu nó không có ngon, thì nó không có thơm. Ổng mới kêu nhỏ con gái là lúc đó là chị Linh á chỉ đang ngồi với anh Tuấn ở đó, thì cha của chị Linh nó mới kêu là xin đâu rồi con, là nhỏ em á không, là xin ơi xin con đâu rồi con. À, con coi lên chăm thay nước trà mới cho cha đi, mà cha nói chuyện với hai anh chị con ơi, bạn của chị con ơi. Thì cái chị Sinh này chỉ mới dán cái bức rèm của chị, thì nhà không, nhà ngày xưa thường người ta xài không có xài bằng màn mà màn giấy đâu, người ta xài màn mà xài rèm mà thuộc dạng như là nó bằng những cái hạt pha lê, những cái hạt trân châu, hay là ví dụ những cái hạt chiếu gì người ta sâu lại người ta làm thành cái bức rèm, phải không, chứ người ta không có xài mà màn giấy như bây giờ. Cái thế là cái cô Sinh này nè, có phía sau nhà không, cô mới dán cái bức rèm chiếu ra, cô mới lấy cái tay cô dán cái rèm ra, thì cái mặt cô Sinh này cô đi lên cái mặt cô còn non chẹt rồi quý vị. Cô nhỏ hơn cô Linh 4 tuổi, mà Linh lúc đó học đại học năm thứ 2, thì quý vị nghĩ xem là bây giờ có phải chăng là cô này cô còn nhỏ không, mới có lớp 10, thấy không, còn quá trẻ 10 à, chuẩn bị qua 11. Cái cô Sinh này cô mới lên, thì 3 ngày Tết em nấu gì rồi, Tết thì ai cũng sẽ mặc đồ mới, ai cũng sẽ mặc đồ đẹp. Tại vì Tết nó chỉ có mấy mùng à, mà đặc biệt cái tuổi hồi còn nhỏ nữa, mỗi lần Tết tới là thích sắm đồ, thấy không? Thì không cần đồ mắc, đồ rẻ, quan trọng là đồ đẹp, đồ hợp với mình. Cho nên cái cô Sinh này cũng mới mặc một cái bộ đồ nó cũng đẹp lắm.
Cổ đi từ phía sau, cổ đi lên quý vị. Cổ mới thấy anh Tuấn ngồi với lại chị Linh nè, chị của cổ nè. Cổ mới gật đầu, cổ chào anh Tuấn một cái. Sau đó thì cổ mà lại cổ lấy cái ấm trà ra để mà cổ đi ra phía sau nhà, cổ thay nước nóng, cổ bỏ nước sôi vô, cổ lấy bình thủy, cổ chế nước sôi vô thêm. Thì trong thời gian đó cổ mới ra phía sau, cổ cầm trà mới cổ lên thay. Thì lúc này cha của chị Linh mới nói nè, nè cái này nè là em của con Linh nè, nó tinh xinh nha con. Em nó còn nhỏ, nó nhỏ hơn Linh 4 tuổi lận. Mà còn xinh nè, cái này là bạn của chị con nè, tên Tuấn. Thì ông cha này ông mới đứng cửa giữa, ông giới thiệu đi quý vị không. Lúc đó thì anh Tuấn này anh mới nhìn chị Xuân, chị Xinh á, ảnh cũng cười giống như gật đầu chào hỏi cái đứa em của bạn gái mình. Chị Xinh cũng vậy. Tuy nhiên trong lòng chị Xinh thật ra lúc đó là nó cũng có chút dao động quý vị. Kiểu như là gì, nhìn thấy anh Tuấn một cái là thấy đẹp trai bắt mắt liền. Tại cái mặt ông này ông sáng lắm quý vị. Cái mặt của ông Tuấn sáng trưng à, đàn con trai mà thư sinh mà da trắng tươi, mà mặt sáng trưng à, mà đã vậy còn mặc cái áo sơ mi màu đỏ cặn rượu nữa. Thì quý vị nghĩ đi, nó bật lên cái làn da nữa, nhìn cái mặt ông sáng bừng à. Thì cái chị Xinh này chỉ nhìn thấy cái là chỉ coi như là giống như là tiếng sét ái tình nó ập tới chị liền. Đã vậy còn đứng rồi gật gật chào chào, nhìn qua nhìn lại với nhau nữa. Cho nên trong lòng chị Xinh cũng bén cái tình cảm. Nếu mà nói rằng nhiều người không tin, nói làm gì mới gặp lần đầu mà bén tình liền. Giọng thư người ta nói đúng nghĩa là cái câu mà gọi là say nắng quý vị. Thì dĩ nhiên là chỉ cần bắt đúng cái cơn nắng cái là say thôi, chứ làm sao biết được. Thế là sau đó thì cái ngày hôm đó coi mắt xong, thì sau nói khi mà nói chuyện với ba chị Linh vài ba câu xong, thì ba chị Linh cũng để cho không gian riêng không, để hai đứa nó nói chuyện tâm sự gì đó rủ rỉ rù rì, để chị Linh với anh Tuấn có không gian nói chuyện. Thì tưởng đâu cái câu chuyện nó chỉ khép lại tại đó thôi quý vị. Câu chuyện nó kéo dài cho tới cái thời điểm lúc mà chị Sinh chị lên Sài Gòn chị học sau chị. Thì lúc đó là coi như chị lên Sài Gòn là lúc mà chị gái của chị đã ra trường đi làm công việc đầu tiên. Là chị lấp lấp chị lên Sài Gòn chị đi học. Chị Sinh thì chị lại đi theo cái ngành đó là ngành giống như là phát thanh viên. Làm giống như là trong mấy cái đài truyền hình đó quý vị. Chẳng hạn như là làm MC, làm phát thanh viên rồi này kia, nói chuyện ở trên mấy cái đài truyền hình TV. Cái nghề của chị Sinh là cái nghề đó, cho nên lúc đó thì chị Sinh chỉ đam mê cái nghề đó lắm. Tại vì cái chị Sinh này chỉ có lời ăn tiếng nói, chị rất là no, cái giọng của nó no, chờ giọng của chị Sinh đó không, là cái giọng nó trầm, nó ấm, mà nghe nó kiểu như là nó bùi tai lắm. Theo cái nghề đó là đúng nghĩa là đúng cái nghề, đúng cái đam mê, mà đúng ngay cái gọi là cái ưu điểm của chị luôn. Nên sau đó là chị Sinh chỉ lên Sài Gòn chỉ đi học cái ngành đó. Lúc mà chị lên trên đó chị học cái gì, thì bây giờ là sau 2 năm chị lên Sài Gòn đi học đại học cái ngành đó. Thì bây giờ là chị đã trổ mã quý vị, chị thay đổi cái nét rồi chứ. Từ lớp 10 bây giờ là lớp 12 đại học là dĩ nhiên là 2 năm mấy rồi. Giống như con người cũng thay đổi, cái nét nó cũng trở nên là nó dịu dàng hơn. Cái gì nó cũng nhìn nó chỉnh chín chắn hơn quý vị. Khi mà ngày đầu tiên á, mà chị lên Sài Gòn chính thức học ở cái trường này, thì lúc đó lúc mà chị lên ở thì chị Linh mới nói là thôi bây giờ chị em lên ở chung. Hồi lúc mà em lên ôn thi em cũng ở đây, thì bây giờ em lên ở luôn để mà đi học thì em cũng ở chung với chị. Bây giờ thì chị đã giống như là ra trường đi làm, mặc dù là lương của chị thì cũng không gọi là cao, tại mới ra trường mà chưa có nhiều kinh nghiệm. Với lại là làm giáo viên mà thời điểm lúc đó là lương nó cũng kiểu theo lương nhà nước đó quý vị, thì nó không có cao. Thì bây giờ thôi, nếu thì bây giờ em lên thì chị giúp được phụ cha mẹ nuôi em cái gì thì nuôi. Thí dụ như là tiền nhà trọ đó là chị tự trả, với lại tiền ăn uống chị lo. Còn mà tiền học hành, tiền đóng học phí thì để cha mẹ lo cho em. Là giống như là chị chia cha mẹ 5 năm, chia cái gánh nặng với cha mẹ 5 năm, chị Linh chỉ mới nói vậy nha. Còn về phần mà ví dụ như sau này mà em lên đây em sống em ổn rồi đó, em muốn đi làm thêm để mà mình cọ sát thực tế, rồi mình hòa nhập với lại cái môi trường sống ở Sài Gòn, để trong cái tính của mình nó năng nổ hơn. Rồi giống như em muốn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, để em mua sắm hay là em muốn xài cái gì riêng tư, thì cái chuyện đó chị không có cấm đoán. Nếu mà em muốn thì em cứ đi. Nếu mà em có được tiền thì tiền đó em dành riêng cho em muốn xài riêng cho em. Chị cũng vẫn cam đoan là chị sẽ nuôi em, chị sẽ cho em ăn ở không tốn tiền. Chị Linh mới nói với chị Xinh vậy quý vị. Thì cái lúc đó khi mà chị Xinh chỉ lên á, chị kiểu như là thấy chị gái mình đi làm nè. Chị lên trong thời gian đi học thì chị thấy chị gái là mở mắt ra đi làm, chiều mới về. Thì chiều về là coi như là chị Xinh này chỉ đi học, thì chỉ đi học buổi sáng, thì buổi trưa tới chiều chỉ rảnh.
là coi như là chị xin chị về là cái nhiệm vụ chỉ là giặt đồ, rửa chén, nấu cơm. Chiều chị gái đi làm, đi dạy học xong, chị gái trở về nhà là coi như là ở phòng trọ cơm nước nó sẵn sàng, quần áo là giặt giũ là phơi lên là mọi thứ ngăn nắp, phải không? Câu chuyện nếu mà chị em sống nhau nó hòa thuận nhau vậy nói làm chi? Cho đến khi quý vị, cho đến khi trong thời gian mà chị xin này lên Sài Gòn ở thì dĩ nhiên là chị Linh vẫn còn cặp với anh Tuấn. Bữa nào mà anh Tuấn không cuối tuần là thứ bảy chủ nhật đó là anh Tuấn hay chạy xẹt qua bên phòng trọ của chị Linh á. Qua bên đó rồi chị Linh với lại chị xin hai chị em là chủ nhật nào hai chị em cũng bài ra nấu nướng, nấu món gì đó giống như là nấu mấy cái món nước như là hủ tiếu, bánh canh nuôi, thấy không? Giống như là trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu là đã ăn cơm rồi, ăn cơm với đồ ăn giết rồi, ngán rồi, thì thứ bảy chủ nhật là nấu mấy món nước ăn để mà lâu lâu cho nó đổi vị. Mỗi lần mà bài ra là sáng hai chị em là nai nhau chở nhau đi ra chợ mua đồ, xong xách về cùng nhau sơ chế nấu nướng. Những cái lúc đó thì hai chị em quấn quýt nhau làm, thì anh Tuấn qua chơi, qua chơi đằng để mà qua đằng để mà chơi gọn hồi ăn rồi ăn uống rồi anh em chơi nhau luôn ở đó. Cái chuyện đó nó xảy ra một hai lần thì mình nói làm chi, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu cái câu chuyện đó nó xảy ra Hà Gầm thì sao? Hà Gầm là cho tới cái ngày hôm đó quý vị, câu chuyện nó kéo dài như vậy cho đến cái ngày hôm đó khi mà chị Sinh, trong mắt của chị Sinh, chị đã thấy anh Tuấn giống như càng ngày coi chị giống như đứa em gái. Mặc dù là em của bạn gái nhưng mà coi chị Sinh như là em gái ruột đi. Thì anh Tuấn này ảnh kiểu như là ảnh mới hay giống như là hỏi thăm á, là chị Sinh đi học, chị Sinh sống ở trên đây thấy có những cái gì khó khăn không? Nếu mà có cái gì mà em ngại em không có dám nói với lại chị gái, sợ chị gái về mà tọc mạch lấy cha mẹ đó, thì em cứ tâm sự với anh, thấy không? À, có gì thì anh biết anh sẽ chỉ cho em. Thì anh Tuấn này tự nhiên anh quan tâm chị Sinh vậy quý vị không? Thì cái bà Sinh này trong lòng là, thật ra là chị Sinh này trong lòng là chị đã có gieo rắc cái tình cảm nhôm nhém ngay từ đầu rồi. Mà tự nhiên giờ anh này anh còn tử tế rồi còn kiểu như là quan tâm thăm hỏi nữa, cái tự nhiên chị lại càng xao xuyến hơn. Thì từ cái sự quan tâm đó quý vị, từ từ thì chị Linh chỉ cũng nghĩ trong đầu một cách nôm na đó là anh Tuấn với chị tình yêu cũng đã quen nhau mấy năm trời rồi, đợi tới khi mà cả hai đi làm ít năm rồi dành dụm đủ tiền là xin gia đình cho cưới, đúng không? Cho nên chị xác định là anh Tuấn là chồng sắp cưới của chị, chồng tương lai của chị. Chị đâu có sự dè chừng đâu. Với lại chị tin em gái của mình nữa quý vị. Bởi em nói quý vị rồi, nhiều khi làm sao lấy thước mà đo được lòng người mình không có biết. Chị mới tin em gái mình nữa. Cái ngày hôm đó ngồi trong cái bữa ăn không, ba anh em ngồi ăn nhau, thì cái chị Sinh này chị mới ngồi chị nói vậy nè. Cuối tuần sau á, là ở trong trường có tổ chức á, là đi thác văn điền. Mà nếu vậy á, thì đi xuống thác văn điền vậy đó thì em không có, em sợ quá, xe cộ em đâu dám chạy xa đâu. Hồi nào giờ đi học thì cầm chiếc xe máy của chị gái không, chạy vòng vòng trong Sài Gòn, nội ô Sài Gòn thì được, nhưng mà ra ngoài khu vực ở bên ngoài ngoại ô Sài Gòn rồi thì đâu có dám đi. Chị mới nói ngồi lúc đó ăn chị mới nói là tuần sau, cuối tuần sau thì ở trong trường cái nhóm bạn của chị không, nhóm bạn ở trong lớp của chị tổ chức là cái nhóm bạn tổ chức là tự phát rủ nhau là tuần sau đi thác văn điền. Mà bây giờ chị không có dám cầm lái. Tụi nó thì một là mấy đứa con gái ở trong lớp không, một là tụi nó có bồ chở đi, hai là nó có anh trai, nó nhờ anh trai chở đi hoặc là em trai chở đi, còn không thì nói chung là nó sẽ có đàn ông cầm lái để mà chở đi, chứ cũng không có con nhỏ bạn nào mà nó dám cầm lái nó đi hết trơn, tại con gái tay lái nó yếu hơn con trai. Còn em bây giờ em tìm không có ai hết. Mà nếu mà tìm không có ai vậy thì chắc thôi, chắc em khỏi đi cho rồi. Còn nếu mà không thì anh Tuấn có biết ai mà đàn ông mà rảnh tay rảnh chân cuối tuần sau có thể chở em đi giùm, mà là bạn bè của anh giúp giùm. Thì tự nhiên lúc đó gì chị Linh nè, chỉ là chị gái mà chỉ mới lên tiếng với nó, mày kỳ vậy. Tự nhiên không, mày kêu mà mày nhờ anh Tuấn kêu ai rảnh tay rảnh chân đàn ông chở mày đi. Rồi lỡ người đó là người tào lao hay là như thế nào rồi chở mày đi, rồi nó chở mày vô ụ luôn rồi sao? Thì cái chị Sinh chỉ mới nói là trời ơi, thì em tin tưởng anh Tuấn mà. Anh Tuấn mà nếu mà anh Tuấn mà tìm được một người mà chở em đi mà người đàn ông, thì em cũng tin là người đó là người đàng hoàng, thì anh Tuấn mới giới thiệu, anh Tuấn mới nhờ cậy. Còn nếu không á, anh Tuấn sẽ không có nhờ cậy bậy bạ như vậy, em biết mà, cho nên em mới nhờ anh Tuấn như vậy. Thì cái chị Linh này chỉ mới nói thôi mày đừng có xàm quá đi. Bây giờ như vậy nè, nếu mà mày muốn đi, mày thích đi, mà bây giờ mày lên đây mày học, bữa giờ mày có nhóm bạn thân mày muốn đi, thì bây giờ để tao nhờ anh Tuấn, tại vì cuối tuần thì anh Tuấn anh cũng rảnh,
tao kêu anh Tuấn có gì chở mày đi, rồi canh á không, anh Tuấn ngồi quán nước ở đâu đó chờ à, 2 tiếng mà gì đó, 2 tiếng mày vô đó mày chơi 2 tiếng mấy thôi thì mày ra, rồi có gì anh Tuấn chở mày về. Chứ mà tao nói rồi, mà không có mà dạng như là người lạ chở được. Thế là lúc đó cái gì tự nhiên cái chị Linh chỉ nói câu đó thì chị xin chỉ mới được nước đi, chị mới nói là trời ơi, thật ra trong lòng em cũng muốn nhờ anh Tuấn lắm á, mà em sợ phiền anh Tuấn. Với lại là nhiều khi cuối tuần thì anh Tuấn muốn có không gian riêng với chị Linh, anh Tuấn muốn chơi với chị Linh, rồi nhiều khi em nhờ cậy anh Tuấn vậy nó cũng phiền nữa. Thì cái anh Tuấn này anh mới giọt miệng, anh mới nói vậy, trời ơi có gì đâu mà phiền, anh coi em cũng như em gái của anh vậy thôi, ở nhà anh cũng có 2 đứa em gái thì anh coi em cũng như em gái của anh vậy đó. Thì bây giờ không lẽ nào anh với chị Linh á, quen nhau mấy năm trời không lẽ không gặp một tuần mà chia tay, đúng không? Anh Tuấn anh mới nói vậy, quen nhau mấy năm trời không lẽ không có gặp một tuần mà chia tay. Thì bây giờ không gặp được tuần này thì tuần sau gặp, không gặp được cuối tuần thì gặp giữa tuần chứ có sao đâu, phải không? Khi mà bây giờ cả chị Linh đều tán đồng, mà bây giờ anh Tuấn anh cũng đồng tình, mà anh Tuấn anh cũng nói là thôi để anh chở cho, anh chở để anh yên tâm. Chứ mà kêu anh nhờ cậy bạn bè rồi không biết thằng đó uy tín không, một hồi lỡ có chuyện gì rồi đổ lỗi cho anh nữa. Thì sau cái câu chuyện mà ngày hôm đó khi mà ba người ngồi ăn với nhau bàn tính về cái chuyện là lịch trình tuần sau, cuối tuần sau là chủ nhật á, là chủ nhật tuần sau là sáng khoảng độ là 8 giờ là chạy ra ngoài Thác Văn Điền, từ Sài Gòn là chạy ra ngoài đó. Lúc đó vậy thì cái anh Tuấn này anh đã đồng ý rồi, tuần sau anh chở em đi. Chị Sinh này bắt đầu chỉ mừng ở trong lòng lắm, mà chỉ không dám là thể hiện bên ngoài nhiều, sợ chị gái mình nghi, có gì không? Thế là qua tuần sau thì lúc mà đi á, sao tự nhiên qua tuần sau đi thì chị Sinh nè xuất hiện, thì anh Tuấn chở chị Sinh á, lúc mà chở nhau rồi qua bên ngay chỗ trường tập trung, tại vì tập trung là ngay trước cái cổng trường luôn, cái trường mà học nhà đài á, thì mới tập trung ngay trước trường luôn. Lúc mà anh Tuấn qua phòng trọ đón chị Sinh, rồi chở chị Sinh qua bên ngay chỗ cái điểm tập trung là ở bên trường, để mà kết hợp đi chung với nhóm bạn luôn, phải không? Ai ngờ đâu lúc mà qua đó gì thì chỉ có 2 cặp thôi. 2 cặp mà đều là 2 cặp tình nhân, 2 cặp người yêu, có gì không? Là 2 con nhỏ đó đi với 2 thằng bạn trai nó, mà 2 thằng bạn trai nó cũng học chung trường luôn, là thành 2 cặp. Với lại là chị Sinh với anh Tuấn là 1 cặp nữa, là 3 cặp. Thì anh Tuấn này anh mới hỏi, ủa sao em nói bạn em đông lắm mà, cái nhóm bạn em đi đông lắm mà, sao cuối cùng anh thấy gì có 2 cặp vậy? Thì anh Tuấn anh có hỏi vậy quý vị. Chị Sinh chỉ mới trả lời, chỉ nói tại vì anh biết sao không, hồi đầu tụi nó cũng nói cho cố vô, mà anh biết rồi, giọng thứ đi học anh hiểu mà. Tụi nó bàn mà bàn trước cả tuần lễ, 2 tuần lễ, thì tới lúc mà nó đi nó rụng từ từ, nó còn có 2 cặp vậy thôi đó. Chứ mà hồi lúc đầu đó nó bàn với nhau là bàn 6-7 cặp lận. Mà ai dè đâu á, tới chừng bây giờ sát ngày đi thì đứa này hủy hẹn, đứa kia hủy hẹn, đi không được. Cho nên là cuối cùng bây giờ á là chỉ còn lại có 2 cặp thôi, là đủ, là chỉ còn có 2 cặp này thôi với lại mình nữa. Anh Tuấn này anh mới thấy vậy, anh cũng không biết là anh có nghi ngờ gì không, mà anh cũng tin quý vị. Sau đó thì 3 cặp chạy với nhau đi ra ngoài ngay chỗ Thác Văn Điền. Ở ngoài đó nó gọi là Thác Văn Điền, nó có một cái thác nước quý vị, nước chảy róc rách ở đó, thì cũng có nhiều người ra đó tắm lắm. Nước thác mà tắm nó cũng mát lắm. Thế là đem theo quần áo, là chủ yếu là cũng đem theo mấy cái quần sọt để thay ra, để mà lội thác tắm đó. Lúc đó thì chị Sinh chị cũng đem đồ theo nữa. Thì khi mà chạy vô, mình mua vé vô cổng rồi các kiểu quý vị, chị Sinh chỉ mới nói với lại anh Tuấn là anh vô với em luôn đi. Tự nhiên không, anh ngồi bên ngoài anh chờ quán nước 2-3 tiếng đồng hồ, em đi chơi cũng không thoải mái nữa. Với lại anh thấy không, 2 đứa bạn em nó đi 2 cặp vậy, rồi tự nhiên em đi lẻ loi một mình vô trỏng, rồi tụi nó quấn quýt với lại bồ tụi nó, rồi tự nhiên bỏ em bơ vô một mình, em thấy làm sao sao cũng buồn nữa. Thôi thì giờ lỡ cơ rồi anh chở em đi thì thôi anh vô anh chơi với em luôn đi cho vui. Thì cái anh Tuấn này anh cũng nghe vậy, anh cũng đi luôn quý vị. Cái thế là sau đó thì anh Tuấn với lại chị Sinh á, 2 người mới đi chung với lại 2 cái cặp bạn của chị Sinh luôn, mới mua vé vô cổng, rồi sau đó là vô bên trong. Vô bên trong thì nó có cái gian hàng ẩm thực, có không, mình vô đó là mình mua mấy cái xiên nướng á quý vị. Rồi bắt đầu là mình ra mình trải manh, mình trải cái miếng bạc ra, xong bắt đầu mình ngồi giống như picnic vậy đó. Mình ngồi mình ăn, rồi bắt đầu là uống lai chai vài lon chưa chơi cho vui. Sau khi mà uống 1-2 lon bia cho nó thấm cho nó vui vui rồi, thì bắt đầu là những đứa con gái nè, 3 đứa nè, vô nhà vệ sinh công cộng, vô đó thay quần sọt ra, thay áo thun 3 lỗ ra, rồi đi ra ngoài để mà lội thác. Thì cái lúc này quý vị, cái anh Tuấn này nè, ảnh không có lội thác, tại vì ảnh đâu có định là ảnh đi vô trong đây ảnh chơi đâu, ảnh đâu có đem theo đồ đâu, đâu có đem theo quần đùi gì đâu mà để mà lội thác. Nên là ảnh mới nói là thôi anh không có xuống,
Mọi người có đi tắm, đi làm gì đó, chơi gì chơi. Anh ngồi trên đây anh canh đồ cho, anh canh túi sách với anh canh đồ ăn ở trên đây. Anh ngồi trên đây anh chờ. Thì cái lúc đó quý vị, mọi người, hai cái cặp tình nhân kia thì bạn của chị Sinh thì xuống dưới. Nó đi xuống dưới đó, nó tắm tiên, nó chơi đồ gì dưới á. Chị Sinh thì chị cũng xuống quý vị, nhưng mà chị xuống một mình. Thì được đâu đó khoảng chưa đầy 15 phút thì chị đi lên. Lúc mà chị đi lên thì mình mẩy chị nó cũng ướt nước nha. Nó ướt từ trên đầu, nó ướt xuống. Nói chung nói nào ngay là cũng có tắm, nhưng mà không hiểu sao mà tắm nhanh lắm. Thì mình mẩy ướt rượt à, chị mới dưới chị đi lên. Thì khi chị đi lên quý vị, chị mới nói là anh Tuấn đưa em cái khăn em quấn vô. Tự nhiên đi lên rồi em thấy lạnh quá. Mặc dù là lúc đó là trời nắng nắng nha, 11 giờ mấy là trời nắng rồi, 11 giờ mấy sáng là trời nắng. Nhưng mà chị nói là sao em lạnh, tại dưới thác nước nó mát quá, lên cái gió thổi em lạnh. Anh Tuấn này anh mới đưa cái khăn quý vị, anh mới đưa cái khăn cho chị quấn vô. Lúc này thì chị Sinh chỉ mới ngồi xuống, chứ nói trời đồ ăn ngon quá, chị mới ngồi xuống. Thì bây giờ là ở trên cái miếng bạc đó chỉ còn hai người thôi, chỉ còn có anh Tuấn với chị Sinh thôi quý vị không. Hai người mới ngồi ăn xiên nướng với nhau. Thì lúc này chị Sinh mình mẩy thì nước nó nhiễu xuống giọt giọt giọt, mà da ba trắng tươi à. Rồi em hỏi quý vị, nắng nó chiếu vô nữa, rồi mặc áo thun ba lỗ khoét nách, rồi cổ áo sâu sâu, rồi quần sọt nữa, ngồi như vậy. Rồi em hỏi quý vị, rồi anh rể rồi nhìn vậy rồi sao, em hỏi quý vị sao chịu đợi nổi. Thì một lúc hai người đang ngồi ăn với nhau thì hai cái cặp bạn của chị Sinh á mới kêu nè, Sinh xuống đây tắm chung, kêu bạn trai mày xuống luôn. Thì hai cái cặp bạn đó không biết làm sao mà hiểu lầm sao mà tưởng đâu anh Tuấn là bạn trai của chị Sinh, quý vị không, mới nói kêu bạn trai xuống tắm luôn có gì đâu. Thì chị Sinh lúc này chỉ mới nói là anh Tuấn xuống chơi với em đi, anh không tắm thì anh ngồi ở trên cái cụa mỏm đá, thò hai cái chân xuống nghịch nghịch nước cũng được, không cần xuống đây tắm, nhưng mà miễn sao anh ngồi ở gần ngay khu vực em tắm, sẵn tiện là có anh ngồi cái bên em cũng yên tâm. Chứ em xuống dưới đó em lặn hợp ở dưới đó, nhiều khi rong rêu nó trơn trượt, thấy không? Tại đó là thác đá mà quý vị, nhiều khi đá nó dính rong rêu nó trơn trượt. Em xuống dưới đó em tắm một mình, tụi nó chơi tụi nó, còn em tắm một mình nhiều khi có chuyện gì trơn trượt nó cũng nguy hiểm. Thôi thì anh ra anh ngồi, sẵn tiện anh canh em luôn, rồi sẵn tiện là ngồi chơi vậy em cũng vui. Thì cái ông này ông mới thấy vậy, ông cũng thấy hợp lý quý vị. Ổng mới xăng cái ống quần ổng lên, đúng không? Ổng mới xăng cái ống quần ổng lên, ổng mặc cái quần tay dải mà ổng mới xăng cái ống quần ổng lên tới nửa cái bắp chuối á. Xong rồi là ổng mới guộng cái tay áo ổng lên, xong ổng mới đi ra ngoài cái mỏm đá. Thì cái mỏm đá này là nó sát ở bên trên cái dòng nước thác luôn. Ổng mới ngồi ở trên cái mỏm đá đó quý vị, ổng mới thò hai cái chân xuống mà cái chân ổng trắng tươi à. Tại bình thường hay mang giày mội, giày tây nó bít đó quý vị, còn mang vớ nữa. Chân ổng trắng tươi, ổng mới thò hai chân xuống dưới nước, ổng nhọc dọc nước chơi. Thì cái bà Sinh này bà xuống dưới nước quý vị, bà mới lội dưới đó bà tắm. Thì mà bà lấy nước đó, bà khoát lên trên người bà, thì quý vị biết giống cái khoát nhìn giống mấy khúc này giống như là yêu nhà nhện không, khoát nước lên. Thì cái ông Tuấn này ông mới nhìn ở ngoài, ở trên trời đó, thì nắng lúc đó nó chiếu xuống, bắt đầu nó hắt nắng rồi, 11 giờ mấy là gần 12 giờ trưa, đứng bóng là nắng bắt đầu lên dữ rồi. Thì nắng ở trên nó chiếu xuống cái dòng thác, nó chiếu xuống sáng trưng à. Mà bây giờ chị Sinh ngọ lại ngâm mình dưới nước, rồi lấy nước phát lên trên người, lên trên ngực, lên trên đồ. Thì ông này ông ngồi trên mỏm đá, ông ngắm trời ơi y như là coi phim sống động quý vị. Cho nên là kiểu như là ảnh cũng bị say nắng, cái này là đúng nghĩa say nắng luôn. Tại lúc đó 11 giờ mấy trưa, gần 12 giờ trưa rồi mà tự nhiên đứng bóng, một người thì tắm, một người thì ngồi ở trên mỏm đá nhìn xuống. Thì em hỏi quý vị cái đó đúng nghĩa say nắng không? Say nắng là chắc luôn rồi. Cái thế là sau cái lúc đó quý vị, sau khi mà cái cuộc vui nó tàn, thì tới giờ anh Tuấn anh mới chở chị Sinh á, là trở vô Sài Gòn, là trả chị Sinh về phòng trọ đó. Sẵn tiện là ghé qua thăm chị Linh luôn. Thường cuối tuần là anh Tuấn lúc nào cũng qua chơi với chị Linh ở bên phòng trọ mà. Cái sau cái lúc mà từ ở Thác Văn Điền chạy lên Sài Gòn, chạy vô Sài Gòn trở lại đó, thì tự nhiên lúc này chị Sinh mới nói với anh Tuấn vậy nè. Anh Tuấn, hai thằng bạn, hai cái thằng mà bồ của bạn em á, nó rủ á, là ghé qua nhà của một cái thằng bạn ở ngay cái khu vực địa phận ở đây luôn, là rủ qua bên đó. Thằng bạn nó rủ đám tụi em là ghé qua, nó có làm gà làm vịt nấu cháo gì đó, nó kêu qua ăn thì ăn, không ăn thì ngồi xuống húp chén cháo, uống một hai ly rượu với tụi nó cho vui, rồi lúc đó hãy vô Sài Gòn. Tại sẵn tiện không có cơ hội đi ra ngoài cái hướng này thì sẵn tiện tấp qua nhà nó chơi cho biết nhà nó. Cái thế là chị Sinh chỉ mới nói anh Tuấn vậy, thì anh Tuấn anh thấy là bây giờ chị Sinh chỉ nói vậy thì thôi, mình chở con nhỏ em vợ em bạn gái này ghé vô nhà của đứa bạn vậy luôn cũng được, phải không? Tại vì ghé vô mình uống chơi, ăn chén cháo cũng được rồi, cho ấm bụng rồi đi, quý vị không? Cái anh Tuấn này anh cũng chiều theo, anh cũng chở quý vị.
Khi mà ghé vô thì công nhận thiệt, nhà đó là người ta nấu sẵn cháo rồi bóp gỏi sẵn hết trơn rồi quý vị. Tuy nhiên thì ở cái nhà đó đó là gia đình đó là người ta nhậu, là người ta không có nhậu bia mà nhậu rượu đế, toàn uống rượu đế, rượu chuối hột không à. Lúc mà vô thì thấy là có 2-3 chai rượu chuối hột quý vị. Lúc mà vô đó thì coi như là mọi người cũng mừng lắm, cũng quý lắm. Tại vì có cơ hội lâu lâu có mấy đứa bạn nó ra ngoài cái hướng này nó ghé qua nhà chơi mà, thì mới rót ra mấy ly rượu nhỏ nè, rượu chuối hột không, mấy ly nhỏ nè, mới mời mỗi đứa một ly, làm gì làm mỗi đứa uống một ly cho nó ấm lòng, uống được nhiều thì uống hết ly, uống không được nhiều thì nhấp môi một cái thôi cũng được. Lúc đó thì anh Tuấn anh không cho chị Sinh uống, anh mới nói là thôi để anh uống cho. Thành ra là ông Tuấn này ông uống 2 ly, quý không, là anh uống một ly của ảnh với là anh uống một ly của chị Sinh luôn, anh không cho chị Sinh uống. Thì sau khi mà thấy anh Tuấn uống được 2 ly rồi, thì trước cái lúc mà vô chào sân thì uống 2 ly rồi, thì trong cái quá trình nó ngồi ăn cháo và uống lai rai thêm 1-2 ly nữa. Rồi cái lúc mà xin phép là đi về không, tức là vô đó chưa đầy 1 tiếng là xin phép đi về, thì cái lúc mà đứng dậy đi về thì lại gì uống để mà chào tạm biệt một ly, gọi là mình giống như là mình đến thì mình chào, mình về thì mình cũng chào vậy đó. Mới lúc về uống một ly nữa, thì thành ra là lúc đó anh Tuấn anh vô thôi là anh uống sơ sơ cũng 5-7 ly rượu cho chuối hộp của quý vị. Mặc dù là rượu thì chế ra nó không có nhiều, nhưng mà cái rượu chuối hột này uống vô nó thấm từ từ, một hồi nó lân lân. Cái lúc đó quý vị, thì anh Tuấn này cái tửu lượng anh cũng khá là tốt. Mặc dù là uống như vậy thì anh cũng có hơi lân lân, nhưng mà về cái việc lái xe là nó không ảnh hưởng nha. Anh vẫn cầm lái, anh vẫn lái chắc tay bình thường. Khi mà lên xe thì chị Sinh chỉ ngồi phía sau quý vị. Chỉ thì chỉ hồi nãy chỉ có nhấp môi chút đỉnh thôi cho biết cái mùi vị của rượu chuối hột nó như thế nào. Vậy mà chỉ nghe mùi thôi mà chị cũng say nữa. Thì cái lúc đó giống như ngồi phía yên sau không, chị mới bắt buộc đó là anh Tuấn kêu chị là em bấu vô 2 cái vạt áo của sơ mi của anh nè, chứ ngồi phía sau đi từ đây vô trong Sài Gòn gió thổi hiu hiu mất công lỡ em ngủ gục nữa, rồi có chuyện gì nó nguy hiểm, em lấy 2 cái tay em bấu vô cái 2 cái vạt áo sơ mi của anh. Thì cái chị Sinh chỉ nghe vậy quý vị, chị mới bấu vô. Tuy nhiên đúng thiệt luôn, giờ lúc đó là đã chiều xế xế rồi, 3 giờ mấy chiều mới vô Sài Gòn, cho nên gió thổi hiu hiu. Thì anh Tuấn ảnh mới thấy là chị Sinh nó gục lên gục xuống, gục lên gục xuống phía sau lưng mình này nè, là anh biết rồi, vậy là chị Sinh ngủ gục rồi. Ảnh mới sợ nguy hiểm đi. Lúc đó anh mới cầm cái tay của chị Sinh, ảnh đưa ra ngoài trước bụng của ảnh, ảnh mới vịn lại. Tức là ảnh một tay chạy một tay vịn, quý vị không, ảnh sợ là chị Sinh ngã ngang sao, ngủ say quá ngã ngang sao. Thì cái lúc mà vịn lại vậy thì cái tay của ảnh nó phải nắm vô trong cái bàn tay của chị Sinh để mà bấu vô trong cái vạt áo của ảnh chứ làm sao. Cái thế là bây giờ tự nhiên cái giống như điện nó chạy trong người hay sao quý vị. Chị Sinh lúc này chị mới nói với anh Tuấn vậy nè, chị mới giật mình, chị mới mở mắt thì chị mới nói với anh Tuấn vậy, sao tự nhiên anh nắm tay em. Thì anh Tuấn anh mới nói trời ơi anh thay tưởng em ngủ quên, anh sợ em có chuyện gì anh mới vịn em lại cho nó chắc. Tự nhiên ngay lúc đó anh Tuấn anh nói vậy thì thôi đi, đúng không quý vị? Cái chị Sinh chị nói sao quý vị không? Chị Sinh chị mới nói anh mà làm như vậy là em không có kiềm chế được tình cảm của em đâu. Tại vì tình cảm em á là chôn giấu bao lâu, bây giờ anh mà đụng vô, đụng tay đụng chân với em như vậy là anh phải biết là em không có tự chủ được, lỡ chuyện gì xảy ra thì sao. Thì anh Tuấn này anh nghe câu đó là anh biết trời, vậy là con nhỏ em, bạn gái mình nó có tình cảm với mình, đúng không? Chắc là lúc đó là chị Sinh chị cũng sẵn tiện là có chút hơi men quá gì, tuy là nó hơi lân lân thôi, chao chao thôi, nhưng mà sẵn tiện lúc đó vậy cái nó có cái sự mà dũng cảm không mới nói ra. Cái anh Tuấn anh mới nói là em đừng có đùa với anh chứ, anh đâu có ý gì đâu, anh chỉ đụng vô cái tay em sợ em xỉu thôi chứ đâu có gì, em đừng có thử lòng anh nghe. Thì anh Tuấn tưởng đâu là chị Sinh thử lòng để coi thử ảnh có phải là đàn ông chung thủy đến với chị gái của chị Sinh là chung thủy không. Anh Tuấn anh mới nói là em đừng có thử lòng anh nghe. Thì cái chị Sinh này chỉ mới tự nhiên chứ nói là anh tấp xe vô lề đi, anh tấp xe vô lề đi, em muốn nói chuyện với anh. Thì ông này ông đâu có biết chuyện gì đâu, ông thấy cũng căng căng quá giờ ông mới tấp xe vô lề. Thì lúc này chị Sinh chỉ mới nói nè, bây giờ anh nói em á là anh nói là em thử lòng anh, em không có hơi đâu, em thử lòng anh. Anh quen chị gái em mấy năm trời em còn thử lòng anh làm gì nữa. Với lại là cái vụ mà thử lòng này nè, nếu mà muốn thử thì cha em mẹ em nói chuyện với anh là thử lòng anh là biết anh có chân thật chân thành với chị gái em hay không rồi. Còn với em á, thì em không cần thử lòng đâu. Nhưng mà em đang nói ở đây là em có tình cảm với anh là rung động thật. Lần đầu tiên gặp anh ở trong nhà, lúc mà anh về lên nhà em chơi vào cái dịp Tết á, gặp anh lần đầu tiên là em đã có chút xiến sao rồi. Tuy nhiên thì sau cái lần gặp đó xong thì em cũng tự nhắc nhở bản thân là em còn quá nhỏ.
Với lại là lúc đó là kiểu em còn dưới quê, rồi anh chị thì đi học nữa, cho nên cũng không có cơ hội gặp sau đó nữa, nên là em cũng nghĩ trong đầu là mọi chuyện nó nguôi ngoai. Tuy nhiên khi mà em lên Sài Gòn em đi học và em ở nhà của chị hai á, thì trong thời gian em ở chung nhà chị hai, anh Tuấn qua chơi hoài, thì em mới khẳng định được rằng là con tim em nó thích anh, là thích thiệt chứ không phải là say nắng bình thường. Cái tự nhiên bây giờ Thành là thổ lộ luôn, quý vị có chịu đợi đâu không? Tự nhiên cái giờ Thành là chị xin thổ lộ với ông bạn trai của chị gái mình. Mặc dù anh Tuấn là chưa có gọi là anh rể, tại vì chưa có hẳn hoi là đăng ký kết hôn hay là đám cưới hay là dắp lời gì với chị gái hết. Tuy nhiên thì dù sao như vậy nó cũng là bậy quá rồi, đúng không quý vị? Tại vì sao? Cái này là bạn trai của chị gái mình mà, đúng không? Cái chị xin này lúc này chị mới thổ lộ cái gì, chị mới nói là bây giờ em sao xuyến anh, em khẳng định là em sao xuyến anh là không phải là vì say nắng, mà là em có tình cảm với anh là thiệt. Còn cái chuyện mà anh có tin hay không tin gì thì tùy anh. Chứ mà bây giờ em có nói cái gì thì nhiều khi anh cũng không tin. Nhưng mà nếu mà anh thương chị em, anh đến chị em thì em cũng vẫn là bình thường thôi. Em cũng để anh đến với chị hai em. Tại vì anh với chị hai em là dù sao là anh đến chị hai em là đầu tiên, thì em vẫn tôn trọng cái sự quyết định của anh. Nhưng mà em không có muốn chôn chặt cái tình cảm này trong lòng, em muốn thổ lộ với anh luôn. Thì quý vị biết không, ông Tuấn khi mà nghe được cái cô em của bạn gái mình nói vậy, lẽ ra lúc này là ảnh phải khẳng định là không, không có được, anh là không có tình cảm với em rồi này kia, anh chỉ tình cảm chị hai em thôi, đúng không? Nhưng mà không quý vị, tự nhiên sau khi mà nghe con nhỏ em của bạn gái mình thổ lộ vậy xong, cái anh Tuấn này tự nhiên cái ảnh ôm quý vị, ảnh ôm chị xinh này vô lòng luôn. Quý vị coi chịu đợi thấu không, ôm vô lòng luôn. Xong rồi cái ảnh mới vỗ về, xong rồi ảnh mới nói là nếu mà bây giờ anh cũng khó xử quá, thật sự là anh cũng có thương chị em, là anh cũng thương, nhưng mà ở em anh cũng có một cái cảm xúc đặc biệt nữa. Thì bây giờ anh lại nghe em á, là tâm sự với anh những cái lời thật trong lòng như vậy, anh mừng quá. Anh không ngờ là anh tưởng đâu là chỉ có anh một mình say nắng em thôi, ai ngờ em cũng có tình cảm với anh là thiệt. Thì bây giờ anh nói thiệt là anh cũng có cái sự rung động với em nữa. Anh cũng rất là khó xử khi mà anh yêu chị em, nhưng mà anh lại cũng rung động với em. Nếu mà trong thời gian này nè, em không ngại thì cho anh thời gian để tìm hiểu em. Ông này ông nói với chị Sinh vậy quý vị, ông Tuấn ông nói chị Sinh là cho anh tìm hiểu em. Mà bây giờ ông đang là cái gì? Bạn trai của chị gái chị Sinh, tương lai có thể là chồng sắp cưới. Vậy mà ổng nghĩ sao bây giờ ổng lại nói cái câu là cho anh cơ hội để anh tìm hiểu em. Vậy có nghĩa là ổng vẫn cặp chị gái của người ta, rồi ổng vẫn tìm hiểu nhỏ em gái của người ta. Rồi xong rồi nếu mà sau khi mà ổng cân đo đong đếm, ổng thấy chị được hăng em được, thì ổng sẽ bỏ một, ổng chọn một còn lại, đúng không? Vậy ông này ổng tính vậy ổng quá khôn rồi. Lẽ ra nếu mà trong ngữ cảnh này thì chị Sinh chỉ sẽ thấy ra lồi cái bộ mặt thật liền. Đây là cái người đàn ông không hề là tử tế và chân thành, đúng không? Mình không nên là bén mảng tới cái mối tình với cái người đàn ông mà phong lưu khoái lạc này. Nhưng mà không quý vị, chị Sinh mà tình yêu đầu, phải không? Biết rung động đầu tiên là rung động với cái ông mà bạn trai của chị gái mình. Cho nên lúc này là khi mà nghe ông này ông ôm mình giao lòng, mà ông nói những cái lời là cho anh cơ hội tìm hiểu em, chị Sinh chỉ đồng ý luôn quý vị, nhắm mắt đưa chân luôn, chấp nhận làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của chị gái. Thấm thoát quý vị, thì từ cái ngày hôm đó hai người phát sinh tình cảm lén lút với nhau. Sau đó thì dĩ nhiên là chắc là ông Tuấn này ông sẽ phân chia thời gian sau 24, 6, 3, 5, 7 nữa 10 không biết nha. Nhưng đại khái là ông này cuối cùng ông lại phát sinh cái chuyện ăn nằm với lại chị Sinh luôn. Ông này ông quá lời luôn. Ông lấy đời con gái của chị Linh, rồi ông cũng lấy đời con gái của chị Sinh. Ông nội ông Tuấn này là ông coi như là cái số của ông là số hưởng, đúng không? Nếu mà nói cái gì đúng không? Ông này ông số hưởng nè. Hai chị em người ta còn trinh, ông lấy hết trinh trắng của hai chị em người ta luôn. Một mình ông Tuấn ông quơ hết hai người. Quý vị thấy dữ dội chưa? Bây giờ anh nào mà coi như là khôn mà khôn lỗi như ông này là khôn khôn dữ chưa? Cái thế là sau đó vậy thì chị Sinh trao đời con gái cho anh Tuấn luôn. Ông mới dẫn chị Sinh đi khách sạn rồi ăn ở luôn quý vị. Chuyện đó thì chị Linh hoàn toàn đâu có biết đâu. Cho tới khi chị Linh này yêu cầu là bây giờ quen nhau lâu, tiền bạc dành dụm nó cũng đủ rồi, sao bây giờ tính cái chuyện cưới Sinh. Thì tự nhiên lúc này anh Tuấn ảnh do dự quý vị. Ảnh mới do dự, ảnh kiểu như là ảnh không muốn lấy, chưa muốn lấy, chưa muốn cưới. Tại ổng đang vui vẻ trong cái mối tình với lại chị Sinh mà. Bây giờ nếu mà cưới một cái rồi làm sao mà cắn trước lương tâm, làm sao mà dám ăn nằm với nhỏ em vợ được. Nên là ổng mới do dự, ổng không chịu làm đám cưới. Mà bây giờ ảnh tưởng đâu là ảnh trốn tránh như vậy là được lâu, nhưng mà không hề lâu quý vị. Chị Linh chỉ giống như là để ý
Lúc đó thì chị không có biết là anh Tuấn á, là có cái gì với em gái mình. Mà trong lòng của chị Linh á, không là phụ nữ mà thì có thần giao cách trở không? Thì chị cảm nghĩ rằng á, chắc là anh Tuấn á, thay lòng đổi dạ. Hay là bây giờ anh Tuấn đi làm rồi, đi dạy học rồi, chắc là giờ anh Tuấn phát sinh tình cảm với lại học trò, hay là phát sinh tình cảm với những cái người cô giáo dạy ở trong trường, vân vân. Quý vị không? À, chắc là bây giờ anh Tuấn phát sinh tình cảm với ai đó rồi, cho nên bây giờ do dự không muốn lấy chị. Tuy nhiên thì chị không có biết được là cái người đó không hề ở trong trường, trong lớp gì cả, mà chính là cái cô em gái mà ngay ở trong nhà của mình. Và rồi quý vị, cây kim trong bọc thì nó có ngày nó cũng lòi ra. Tới chừng mà chị Linh điều tra phát hiện ra thì mới biết ra là trong điện thoại của anh Tuấn thường xuyên liên lạc, rủ rỉ rù rì là hỏi chị xin á, là hôm nay ngày mai em học á, mấy giờ em ra, mấy giờ em tan, rồi ngày mai em có đi làm thêm không, nếu không làm thêm thì anh với em đi hẹn hò lại đi khách sạn đó quý vị. Thì chị Linh chỉ mới phát hiện ra. Lúc đó thì cái sự thật nó phát hiện ra rồi, chị Linh ê chề, chị mới về chị khóc với em gái chị là chị xin. Chị mới hỏi là có phải là em vậy thiệt không? Thiệt thì mày cứ nói với chị, đặng chị biết là ảnh dụ mày hay là sao. Cái người chị gái này cứ nghĩ đâu là thằng bạn trai mình nó dụ em gái mình không à. Mới nói là à, ông Tuấn ổng dụ em hay sao. Nếu mà ổng dụ em á, chị sẽ lấy lại cái sự công bằng cho em. Tại vì chị Linh cứ đinh ninh là ông Tuấn dụ dỗ gì đó, bùa mê thuốc lú gì đó cho nên con em mình nó mới trao đời con gái cho ổng không. Thì chị Linh này chị mới nói là nếu mà ông Tuấn ổng là cái người dụ em, dụ dỗ em để lấy đời con gái em, chị sẽ lấy công bằng lại cho em. Còn nếu như mà trường hợp á, mà em có tình cảm với anh Tuấn thì em cũng phải nói thiệt với chị. Bây giờ coi như là mày có làm sai với chị thì lúc này mày hãy thương chị đi. Mày đừng có sai với chị mà càng thêm sai để cho chị tổn thương nhiều không? À, mày bây giờ là chị mà quen anh Tuấn đã rất lâu, chị cũng đã tâm sự với mày, xác định là lấy anh Tuấn làm chồng. Anh Tuấn cũng lấy đời con gái của chị rồi, chị chỉ xác định là lấy anh Tuấn thôi. Mà bây giờ nếu mà mày có tiếp tục mà duy trì mối quan hệ với anh Tuấn thì cũng không bao lâu mày cũng phải thừa nhận cái mối quan hệ này. Chứ không lẽ hai đứa bay định quen nhau lén lút hoài. Thì bây giờ mày nói thiệt với chị đi, là ông Tuấn ổng dụ mày hay là mày cũng có tình cảm với ông Tuấn, mày nói thiệt với chị. Thì lúc mà cái người chị gái là chị Linh không hỏi Tấn tới, thì dĩ nhiên bây giờ bà xin bà phải thú thiệt quý vị. Chị xin lúc này chị mới nói là thật ra là chị phát sinh tình cảm. Anh Tuấn không có dụ gì chị hết trơn á, chị cũng đính chính như anh Tuấn không có dụ gì á. Mọi lỗi lầm là do em sai, bởi vì là em là người đặt để tình cảm sai chỗ. Khi mà em không có ngờ được là em lại yêu cùng một người bạn trai với chị của em, phải không? Thì khi mà bây giờ nhỏ em gái nó nói thật vậy rồi, mà bây giờ nó nói nó yêu, là nó nói như vậy đồng nghĩa là nó là cái người tấn công thằng bạn trai của mình nữa. Thì lúc đó chị Linh chỉ mới hận em gái đi. Hận ở đây không phải là hận thù gì đâu, mà là hận tức thời, một cái sự giận hờn không trỗi dậy tức thời. Chị Linh chỉ mới buồn quá, chị mới không đánh không chửi em gì hết. Chị chỉ nói một câu rằng là nếu mà thật sự em thương anh Tuấn thì thôi chị nhường anh Tuấn cho em. Chứ nếu mà thật sự một người đàn ông mà có thể cặp người chị rồi cặp luôn cả người em thì người đàn ông này chị cũng không có xứng đáng lấy làm chồng nữa. Và chị có lấy làm chồng chị cũng không có yên tâm mà sống được tới đầu bạc răng long. Thì thôi bây giờ nếu mà bây giờ ảnh thương em thương ảnh thì chị nhường ảnh lợi cho em. Mà chị Linh nói một cách nhẹ nhàng vậy đó quý vị. Sau đó là chị Linh chỉ mới nói là nếu mà bây giờ vậy thì thôi, bây giờ em cũng học, cũng chuẩn bị sắp xỉ là ra trường, em cũng đã có công việc làm thêm ổn định. Thì bây giờ nếu mà em đã đến với anh Tuấn rồi á, chị cũng là người rút lui rồi đó, thì nếu vậy chị với em ở chung nhà nhau, ở chung phòng trọ nhau nó cũng không có tiện, nó bất tiện. Thôi thì để chị ôm đồ ôm đạc, chị tìm phòng trọ mới, chị dọn ra chị ở riêng. Còn mày cứ ở đây đi, mày thì mắc công mày bấp bênh lắm, mày cứ ở đây, chị ra ngoài chị tìm phòng trọ khác chị thuê gần chỗ làm của chị cũng được. Thế là sau đó chị Linh tìm phòng trọ mới của chị rồi dọn ra ở. Từ đó về sau, từ ngày hôm đó trở về sau là mấy năm sau á, là chị Linh không có qua lại nói chuyện với em gái. 1-2 năm trời luôn không có nói chuyện qua lại với em gái. Mấy ngày Tết đúng không? Hễ mà chị xin về quê ăn Tết với gia đình á, thì chị Linh không có về ăn Tết. Mà hễ mà chị Linh về ăn Tết thì chị xin chị né, chị không về ăn Tết mà chỉ đi làm thêm ở trên Sài Gòn để lấy tiền lương mấy ngày Tết, được lương gấp mấy lần phải không? Là làm thêm ở Sài Gòn. Thì hai chị em cứ né nhau vậy đó. Cho tới cái lúc mà cha mẹ chị Linh hỏi là chừng nào chị Linh với anh Tuấn ý định là sẽ cưới nhau, quen nhau lâu quá không cưới không được, người ta dị nghị. Thì lúc này chị Linh chỉ mới nói ra cái sự thật cho mẹ mình nghe, là bây giờ con với anh Tuấn chia tay bao lâu rồi vậy đó. Rồi bây giờ là anh Tuấn ảnh thích con Sinh, thì bây giờ hiện tại là con Sinh với lại anh Tuấn hai người quen nhau.
Thì khi mà ba mẹ chị Linh với chị Sinh nghe quý vị, mới tức quá, không, tức giận dùm cho cái đứa con gái thứ hai nè, đứa con gái đầu nè là chị Linh nè, mới chửi chị Sinh đi. Mới ba chị Sinh, ba chị Linh nó mới điện nói là tại sao mà con làm em mà con kỳ vậy Sinh. Bạn trai chồng sắp cưới của chị mày mà mày cũng giật cũng quen nữa. Thì chị Sinh chỉ mới đính chính, chỉ nói là rõ ràng là con cũng không có muốn nữa, mà chẳng qua là con phát sinh tình cảm là con biết con sai, con đặt sai chỗ. Nhưng mà anh Tuấn bây giờ anh cũng có tình cảm với con là thật lòng. Thì thôi bây giờ con biết là con đã lỡ sai rồi, mà bây giờ nếu mà con buông tay á thì con thấy là con tiếc. Tại vì ảnh thương con thương ảnh, là bây giờ con buông tay con tiếc lắm. Mà thôi bây giờ nếu mà chị hai nhường cái tình cảm này lại cho con, thì tình chị mà duyên em, biết đâu cái đó cũng là định mệnh, số phận, an bài, sắp đặt thì sao. Miễn sao sau này một trong hai đứa con của cha mẹ hạnh phúc là được, phải không? Thì bây giờ chị hai hạnh phúc cũng được, mà con hạnh phúc cũng được. Thì ai cũng như ai thôi, cha mẹ sau này không có còn gánh nặng nhẹ lòng là được. Cái cô Sinh này cũng mới thuyết phục ba mẹ là bây giờ tình chị mà duyên em, thôi thì bây giờ cha mẹ cứ để cho mọi chuyện nó, cái gì đến nó đến. Lúc đó thì ba của chị Linh đó, ông ba chị Linh, chị Sinh, ổng buồn lắm. Ổng mới nói là nếu bây giờ mà con nói câu đó thì thôi cha cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà cha nói thiệt nha, nếu như vậy thì mai mốt con có lấy nó, con theo nó, con ở với nó, đừng có dẫn nó về đây gặp mặt cha mẹ thường xuyên. Tại vì cha mẹ mà gặp nó là cha mẹ buồn lắm. Tại vì cha mẹ không ngờ rằng cái thằng này, thấy nó là học đại học sư phạm, làm thầy giáo đàng hoàng, mà không ngờ là cái tư cách của nó như vậy. Nó quen người chị rồi nó quen, nó lùa luôn con em. Thì cái thằng này là cha mẹ thấy không có yên tâm. Mà nếu con khăng khăng con yêu con đòi lấy thì con lấy rồi con theo luôn, sướng khổ rồi con chịu, không? Chứ mà con đừng có dẫn về nhà để cha mẹ gặp mặt thường xuyên, mất công cha mẹ buồn. Chị Sinh chỉ chịu luôn quý vị coi. Bởi vậy lúc mà yêu vô mắm vố cái gì cũng chịu á, chịu luôn, chấp nhận luôn. Nếu mà sau này có gì con theo ảnh rồi là con cũng ít có về thăm gia đình, chịu luôn quý vị. Và rồi thì từ đó về sau câu chuyện tiếp diễn nó như thế nào, mà nêu mười nói rằng đây là mối tình oan trái của cái gia đình này. Nếu mà cái câu chuyện nó chỉ khép lại tại đây thì quý vị sẽ thấy là ui cái này cũng bình thường thôi. Tình chị duyên em cái này cũng đầy ở bên ngoài, huống chi là cái cặp này cũng chưa cưới gì cả, thì con nhỏ em nó quơ vô nó lấy thằng này thì cũng là bình thường thôi, đúng không? Tuy nhiên không quý vị, cái câu chuyện nó sẽ cái gì, có nó có đang xen cái luật nhân quả ở trong đây. Thành thử ra là nó còn tiếp cái câu chuyện phần 2 nữa. Và cái phần 2 của câu chuyện này nó như thế nào thì sau đây nêu mười sẽ kể tiếp cho quý vị mình cùng nghe. Còn bây giờ thì phần 1 xin được phép khép lại tại đây. Cái câu chuyện của chị Linh và chị Sinh, hai chị em này, nó sẽ diễn biến như thế nào nêu mười sẽ kể tiếp. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.